Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình tạo một dự án WinForm AT SCADA Application. Đối với dự án này mình sẽ sử dụng hai cái server, đó là AT Rebel Server và Cap Server. Đầu tiên mình sẽ mở AT Rebel Server lên. Mình sẽ kết nối với cái thiết bị mình sử dụng, đó là một bus RSSIM. Đầu tiên chọn là New Channel, đặt tên nó là nhà máy. Mình sẽ kết nối một bus RSSIM thông qua chuẩn truyền thông, đó là một bus TCP Device. Do một bus TCP này là chạy mô phỏng trên máy mình nên sẽ mang IP của máy mình, đó là 192.168.0.100. Mình sửa tên này lại, nó là bộ điều khiển. Mình sẽ tiếp tục tạo cái tag để phục vụ cho cái dự án của mình. Ở đây mình sẽ có 7 cái tag van. Van 1, 4, 0, 1, 9, 8, 5. Tương tự cho các cái tag tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ tạo các tag của máy bơm. Sau khi đã tạo đầy đủ các tag thì mình sẽ nói lại. Xài với tên là nhà máy. Tiếp theo mình sẽ mở iTag Builder để tạo các cái cấu trúc tag để cho dự án của mình. Ở đây mình chọn New. Mình sử dụng hai cái server, đó là AT Rebel Server và Cap Server, nên mình sẽ đặt tên để phân biệt nó. AT Rebel là Connect, Server là Cap Server. Sau khi đã add hai server thì chúng ta sẽ thoát nó. Và giờ chúng ta sẽ import tất cả cái tag mình đã tạo trước. Đối với cái server thì mình sẽ sử dụng cái hàm của nó là hàm RAM để mô phỏng các giá trị của dự án. Và mình còn đối với AT Rebel Server thì mình sẽ lấy các cái file để điều khiển. Tại đây mình sẽ scale giá trị của cái hàm RAM này lại. Sau đó mình save nó lại với tên là điều khiển nhà máy. Sau khi đã save lại xong, mình vào project register update the current. Tiếp theo mình sẽ mở Visual Studio để tiến hành thiết kế SCADA application WinForm. Ở đây mình chọn new project WinForm application.
tiên mình kéo thả thằng iDriver cho nó. Đối với iDriver mình chỉnh cái thuộc tính là inherit về phone. Sau đây mình sẽ kéo thả cái graphic cho cái dự án của mình và iEmit effect. Ở đây mình sẽ dùng cái iRapid để vẽ các cái máy bơm, vì máy bơm này nó có tương tác với các tác của mình nên mình sẽ sử dụng là iRapid chứ không phải là dùng KM effect. Ở đây mình add, đây mình sẽ add driver tắt này cho nó, ví dụ như là máy bơm 1. Với giá trị tắt value này, khi mà giá trị máy bơm 1 bằng 0 thì cái bơm nó sẽ có màu xám. Khi nó bằng 1 thì mình sẽ cho nó màu đỏ. Tương tự mình cũng sẽ driver cho cái thằng Aerofit 3 này.
Tiếp theo là mình sẽ gắn các cái IV3 này. Giờ thì mình tiếp theo là mình sẽ lấy thêm một số cái van để tạo đỡ cái van. Giờ thì mình sẽ gắn tắt cho các cái V3 này. Driver, gắn driver cho nó. Tắt nền. Mình sẽ chọn là tương ứng với từ thằng RAM 1 của tính XML1 cho đối với từng một. Mình sẽ kéo cái Arabel này để mình theo dõi cái giá trị của các cái tắc đó, gắn driver cho nó và chọn những cái tắc mình theo dõi. Đây là tính cái thuộc tính làm như là phông chữ hoặc là màu sắc của chữ đó.
giờ mình sẽ kéo thả các cái label bình thường để mình đặt tên cho các cái bột này. Mình sẽ thay đổi cái màu nền cho cái form của mình. Tương ứng mình sẽ đặt tên cho các cái bột còn lại. Và giờ mình sẽ chỉnh màu sắc của các cái IV bar này. Tiếp theo mình sẽ gắn một cái gọi là real time trend để theo dõi cái tag đó là RAM XML2. Tại thuộc tính property của real time trend, mình gắn driver cho nó, rồi sau đó add trend. Ở đây mình sẽ theo dõi cái tag đó là RAM XML2, nên mình chọn là RAM XML2 và chỉnh các cái thuộc tính như là độ rộng hoặc là màu sắc gì của nó. Sau đó add và update. Để kiểm tra kết nối giữa hệ thống SCADA và iDriver, mình gắn một cái gọi là iStatus, gắn driver cho nó và tag name đó là mình chọn là van1. Tiếp theo mình sẽ có thả cái tool đó là iDataLogger để thu thập dữ liệu và xuất báo cáo. Ở hình iDataLogger này mình chọn thuộc tính cho nó, đó là mình gắn iDriver, add cái tag mình cần xuất báo cáo. Ví dụ ở đây là mình sử dụng đó là RAM XML2, mình có thể đặt tên ở đây nó là bột trộn. Sau đó nhấn OK. Cái cơ sở dữ liệu mình để mình lưu dữ liệu.
AT SCADA, nếu như các bạn không muốn có thể đổi lại. Như mình ở đây mình sẽ đổi thành nhà máy. Cái thời gian gấp dữ liệu của nó là mặc định là 1 phút tương ứng với 60.000. Giờ mình muốn là 10 giây nó lót một lần nên mình sẽ chỉnh nó thành là 10.000. Tiếp theo mình sẽ kéo một cái to bình thường để cho nó chuyển cái wireform sức báo cáo. Mình đặt tên cho nó là Revolve. Mình sẽ add một cái form mới cho để thực hiện cho việc xuất báo cáo. Tại form này mình chỉ việc kéo thả cái tool đó là iData Report. Anh chỉnh lại cái cơ sở dữ liệu mà chứa giá trị bồn trộn cần suất nhà máy, add cái tắt mà mình muốn xuất báo cáo. Đây là chọn cái version Excel mà mình muốn. Chúng ta bắt đầu viết code để chuyển qua cái giao diện xuất báo cáo. Nhấn Start để chạy ứng dụng mà chúng ta đã thiết kế. Như các bạn thấy thì các giá trị frame mà chúng ta đã gắn lúc nãy thì nó sẽ được hiển thị theo thanh vi 3 và các cái giá trị của nó sẽ được hiển thị trên ô text box và real time vẫn là hoạt động. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển các cái van và các máy bơm bằng một bớt resim. Khi cái tắt thay đổi thì cái van của mình nó cũng sẽ thay đổi màu theo, tương tự để cho các cái van khác. Các máy bơm cũng đã thay đổi thuộc tính đúng như chúng ta mong đợi. Chúng ta ấn Report để tiến hành xuất báo cáo. Chọn cái thời gian cần xuất. Đây là cái giá trị mà chúng ta đã ghi được. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo một dự án WinFirm AT SCADA Application. Mà thắc mắc các bạn có thể vào trang web atscada.com một FAQ để đặt câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.